Chào mừng các bạn đã đến với chương trình phóng sự chào xuân của trường cao đẳng nghề An Giang. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi đến gặp gỡ một số nhân vật tiêu biểu trong năm qua, điển hình là các bạn sinh viên đã đạt được những thành tích cao trong các giải thưởng trong năm 2020 vừa qua. Được biết là trong năm vừa qua bạn đã có được những cái thành tích ấn tượng xuất sắc trong những cái cuộc thi ở các tỉnh. Thì không biết là bạn có cảm nghĩ gì về cái giải thưởng này không? Cuộc thi này, cuộc thi vừa qua đó là niềm đam mê của mình với nghiên cứu khoa học kỹ thuật để nghiên cứu chế tạo ra máy scan giá thành rẻ. Thì thành tích đó cũng thì mình rất vui lòng, sự quyết tâm của mình cũng được bù đắp thêm. Không biết là trong năm mới này thì bạn có những cái dự định hay kế hoạch gì cho tương lai không? Tương lai thì mình sẽ nghiên cứu tiếp tục phát triển máy scan, nâng cấp sản phẩm tốt nhất có thể và tiến hành in nổi nhanh nhất ở mấy bên đây. Không biết là trong năm sắp tới đây bạn có muốn gửi đôi lời nhắn nhủ gì cho thấy các bạn sinh viên cũng như là trước đi không? Những lời nhắn của mình là các bạn sinh viên hãy cố gắng tích cực lên trong các hoạt động của mình, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, vì có khi cơ hội cũng chỉ tới một lần. Luôn tích cực đảm nhận những công việc mà trước đây mình chưa từng làm, vì đây là một sống mới, trang giấy mới trong cuộc đời của mình, giống như các bạn. Và xin chúc các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Của mình thì mình đã rất là cố gắng để có thể thực hiện những cái đam mê của mình, như là mình rất thích về thời trang. Mình đã cố gắng rất là nhiều để có thể phấn đấu để được tham dự kỳ thi. Và nói chung là cái sự đành cố gắng của mình đã được đền đáp bằng cái giải thưởng là giải nhất của kỳ thi sinh giỏi tại cấp tỉnh. Mình hy vọng là sắp tới thì khi mình thi tốt nghiệp và ra trường thì mình mong muốn là mình sẽ có một cái công việc làm ổn định để mình có thể là một phần là để nâng cao tay nghề và một phần là để phát triển bản thân mình nhiều hơn. Cho bạn có thể cho mình biết rằng là lý do tại sao mà bạn chọn học cao đẳng xây dựng, và cũng như là bạn đã làm gì để có thể đạt được giải thưởng như vậy? Vì ngành xây dựng thì tôi đã thích từ trước, với môi trường cao đẳng nghề thì sau này ra trường tôi dễ tìm được việc làm. Thành tích thì do sự cố gắng, sự đam mê và một phần là do nhờ thầy cô trong khoa xây dựng đã hỗ trợ để tôi đạt được thành tích như hôm nay. Trong dịp Tết đến xuân về thì bạn có những cái mong muốn gì cho năm mới, và cũng như muốn gửi những cái lời chúc như thế nào đến trong năm mới? Năm mới thì chúc mọi người an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Còn những mong muốn trong năm tới của tôi thì sẽ hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp, ra trường có việc làm ổn định. Mình và các bạn đã cùng gặp gỡ, chia sẻ với những bạn đã đạt được những thành tích cao trong năm qua. Tiếp theo đây mình xin mời các bạn gặp gỡ những anh chị đã từng là cựu sinh viên và cùng lắng nghe những chia sẻ của những anh chị đó. Em xin phép hỏi chị là với bản thân chị là một cựu sinh viên ở trường cao đẳng nghề An Giang, thì chị có những cái chia sẻ gì để cho các bạn sinh viên tại trường làm động lực? Với cái việc mình đã từng là cựu sinh viên của trường cao đẳng nghề An Giang, thì khi mà chị ra trường đó, là khi mà chưa nhận bằng tốt nghiệp thì chị đã xin được việc làm rồi. Cái thứ nhất ở đây đó là do mình là một cái người học chuyên về nghề, nên là cái kỹ năng của mình có, kiến thức của mình cũng có, nên cái việc mà chị đi xin việc rất là dễ dàng luôn. Cái thứ hai nữa là khi mà chị học cao đẳng nghề, cái lúc thời gian đầu chị học cao đẳng nghề á, thì chị cũng nghe tại sao mình lại học trường cao đẳng nghề ta, tại sao mình không đi học đại học như mấy bạn mà mình lại học cao đẳng nghề. Nhưng mà sau khi mà chị ra trường xong rồi, chị mới thấy là những cái kiến thức mà chị được ở đây dạy cho nó áp dụng vào thực tế và áp dụng cho công việc cuộc sống của chị nó rất là nhiều luôn, mà rất là thực tế. Những cái chị được thầy cô dạy chị là chị áp dụng được hết. Thì chị thấy cái cảm giác là cao đẳng hay là học cao đẳng nghề hay là học đại học nó không quan trọng, mà quan trọng là lúc mình học á, mình biết được mình học cái gì và mình phải biết được là sau khi mình ra trường định hướng công việc của mình như thế nào. Thì việc thì rất là nhiều luôn, việc ở ngoài thì rất là nhiều, chỉ
mình chỉ cần định hướng được là ừ tôi sẽ làm cái gì, và để làm được cái gì đó thì tôi phải làm cái gì, học hỏi những cái gì. Mà chị khá là tâm đắc nữa là khi mà chị học lại cao đẳng thì chị ra trường trước các bạn của chị một năm, chị có một năm kinh nghiệm đi làm. Khi mà các bạn đi học lại đại học ra trường á thì các bạn trễ hơn chị một năm đi làm, chị đã có kinh nghiệm một năm rồi. Và thay vì cái việc chị học lên đại học thì chị dùng tiền của chị đi làm được để chị học tiếp tục lên đại học, thì bây giờ chị đang học thạc sĩ, đang học cao học, thì chị tất cả những cái tiền mà chị học đó là hoàn toàn là do chị tự kiếm được và chị tự đi học, chứ chị không có, lúc đó chị không còn phải phụ thuộc vào ba mẹ nữa, không có cần phải xin nhờ dựa vào cái nguồn tài chính của ba mẹ nữa. Thế là chị thấy là nếu như bây giờ các bạn đang học và đã học rồi, đang học rồi, thì cái việc của các bạn cần làm đó là mình chỉ cần cố gắng học hết sức. Và sắp tới là Tết đến xuân về thì chị có muốn gửi lời chúc gì tới mọi người không? Đầu tiên thì chị xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô của trường Cao đẳng nghề An Giang, đặc biệt là những thầy cô của khoa kinh tế khoa mà chị đã theo học. Cảm ơn những cái kiến thức và những cái kỹ năng mà các thầy cô đã dành cho chị để chị có thể có một công việc ổn định cũng như là có một cái vị trí như ngày hôm nay. Và sắp tới đây là cũng đã là năm mới rồi, thì đầu tiên là em xin chúc cho tất cả các thầy cô sẽ có thật là nhiều sức khỏe và ngày càng thành công trên con đường của mình, và ngày càng đào tạo ra được những cái bạn sinh viên xuất sắc và sẽ làm rạng danh trường của mình hơn. Đối với các bạn sinh viên thì chị chúc cho các bạn sẽ có một cái mùa xuân thật là ấm áp. Cái việc học của các bạn sẽ thuận lợi hơn, học tốt hơn, giỏi hơn. Gia đình và bản thân thì sẽ có nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Đối với những bạn còn đang sinh viên ở trường thì có lời nhắn nhủ cho các bạn là mình cố gắng học và nắm giữ chuyên môn thật tốt. Ngoài ra còn cần phải rèn luyện thêm cái kỹ năng thực tế để khi ra trường có thể đáp ứng được cái nhu cầu công việc và cái nhu cầu về tuyển dụng của cái đơn vị tuyển dụng. Trong năm mới thì chúc tất cả các tân sinh viên một năm dồi dào sức khỏe. Thứ hai là mình cũng tập trung rèn luyện học tập, nắm vững kiến thức của trường là cái thứ nhất. Cái thứ hai, qua kinh nghiệm thực tế phải nắm vững cái kiến thức thực tế để khi ra trường mình từ cái đó mình kết hợp mình làm công việc tốt, đáp ứng được cái nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của các đơn vị tuyển dụng. Thú vị khi chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ của những anh chị phụ sinh viên cũng như là các bạn học sinh đang học tập tại trường, thì doanh nghiệp năm mới mình xin chúc tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và đạt